Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai vừa công bố nghiên cứu về tình hình đột quỵ tại Việt Nam tại 10 trung tâm đột quỵ trên toàn quốc. Theo đó, chỉ trong một tháng thu thập dữ liệu từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, đã ghi nhận 2.310 bệnh nhân đột quỵ tại hầu hết các vùng trên cả nước, từ đồng bằng sông Cửu Long tới miền Trung và miền Bắc. Đây là nghiên cứu lớn nhất về đột quỵ hiện nay ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy độ tuổi trung bình người dân Việt Nam hiện nay bị đột quỵ khoảng 65 tuổi, dưới 45 tuổi chiếm 7,2%. Điều đáng lưu ý là tỷ lệ nam gặp đột quỵ nhiều hơn nữ, gấp 2,5 lần so với nữ. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có xấp xỉ 77% bệnh nhân đột quỵ là do tăng huyết áp.